gửi xe đi em hả? Ờ, đúng của bà nè. Cái bà hôm qua đây cái bà
đem dục luôn cái bàn lên cái bên. Lên 28 triệu này có bự không? 101 cũng nhỏ vậy đó hả? À, hết trơn cái này. Thì hết trơn vậy nè, ra mọc nó. Mọc vậy đó hả? Nè, nó đánh lên con bự mẹ. Người ta bán mà để làm lạnh. Khổ ghê vậy đó. May giỏi ta. May giỏi quá ha. Quá trời giỏi luôn. Dạ. Mấy ngáp con nó mới cưng, ở nhà nó mẹ cưng ngay. Ở dưới lấy mà bánh như vậy nữa nè. Thấy có tiệm bánh là đông nhất à. Mua sao không điện trả mẹ cần chết. Ai còn cố nhớ mẹ nhỏ này đâu rồi, con để một góc đi cái gì hết nhỉ? Cái này lên mấy trăm ngàn tính xong rồi khúc đầu xạo nhắn quá cả nhà ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi hết cái chợ.